chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với chương trình sinh học 9. Ở các bài trước, các bạn đã tìm hiểu về một cấu trúc ở cấp độ phân tử, đó chính là DNA. Ở bài này, cô tiếp tục giới thiệu với tất cả các bạn một cấu trúc nữa ở cấp độ phân tử, đó chính là RNA. Bài 17. Mối liên hệ giữa gen và RNA. RNA chúng ta đọc là ribonucleic acid, hay chúng ta thường gọi đó chính là ARN, acid ribonucleic. Trong bài này chúng ta sẽ nghiên cứu về cấu trúc của RNA và RNA được tổng hợp theo nguyên tắc nào. Đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cấu trúc của RNA. Trên hình ảnh các bạn đang được quan sát đó chính là cấu trúc của RNA. Đầu tiên các bạn cũng sẽ quan sát được các nguyên tố cấu tạo nên phân tử RNA, đó chính là các nguyên tố CHONP, và RNA cũng thuộc loại đại phân tử, tuy nhiên về kích thước và khối lượng thì nó sẽ nhỏ hơn DNA. Và đặc điểm cấu tạo tiếp theo của RNA, nó cũng giống như DNA, cũng được cấu trúc theo nguyên tắc đa phân, gồm nhiều đơn phân, đó chính là các nucleotide. Tuy nhiên các nucleotide của RNA nó sẽ khác so với các nucleotide của DNA, đó chính là đối với RNA sẽ gồm 4 loại là A, U, G, X, và đặc biệt hơn nữa chúng liên kết và tạo thành chuỗi xoắn đơn, cũng khác so với DNA. Tiếp theo, RNA cũng giống như DNA thuộc loại acid nucleic, và tùy theo chức năng của RNA được chia thành 3 loại. Đó chính là RNA thông tin, RNA ribosome và RNA vận chuyển. Trong đó, RNA thông tin sẽ truyền đạt thông tin quy định cấu trúc protein cần tổng hợp, còn RNA ribosome sẽ là thành phần cấu tạo nên ribosome, nơi tổng hợp nên protein. Còn RNA vận chuyển sẽ làm chức năng vận chuyển các acid amin tương ứng tới nơi tổng hợp protein. Như vậy, thông qua phần trình bày về cấu trúc của RNA kết hợp với nội dung của bài trước về cấu trúc của DNA, các bạn dễ dàng so sánh được cấu trúc của DNA và RNA. Về số mạch đơn, đối với RNA sẽ là 1, DNA là 2. Về đơn phân, RNA sẽ là AUGX và DNA sẽ là ATGX. Còn về kích thước của RNA nhỏ hơn so với kích thước của DNA. Như vậy, RNA có cấu trúc một mạch đơn, phải làm thế nào để tổng hợp được RNA? Và nguyên tắc để tổng hợp nên RNA như thế nào thì cùng với tích hợp các bạn sẽ tìm hiểu ở trong phần 2 la mã. RNA được tổng hợp theo nguyên tắc nào? Cô mời tất cả các bạn xem một đoạn video về quá trình tổng hợp RNA. Cô có một tế bào ở người. Mỗi nhiễm sắc thể sẽ chứa một chuỗi DNA. Một đoạn của DNA được gọi là gen. Mỗi gen chứa thông tin chỉ dẫn để tạo nên một loại protein. Khi gen được bật công tắc, quá trình phiên mã bắt đầu. Enzyme gắn lên DNA. Các nucleotide trong môi trường đảm bảo sẽ gắn lên mạch khuôn của DNA. Quá trình này được gọi là phiên mã. Như vậy các bạn vừa được xem một đoạn video về quá trình tổng hợp RNA, và RNA sẽ được tổng hợp theo những nguyên tắc nào.
Quá trình tổng hợp phân tử RNA dựa trên một mặt đơn của gen, và đó chính là nguyên tắc khuôn mẫu. Sự liên kết giữa các nucleotide trên mạch khuôn với các nucleotide tự do trong môi trường cũng diễn ra theo một nguyên tắc, và đó chính là nguyên tắc bổ sung. Trong đó, U liên kết với A, A liên kết với T, X liên kết với G và G liên kết với X. Như vậy, trình tự các nucleotide trên mạch khuôn của gen sẽ quy định trình tự các nucleotide trên mạch của RNA, và đó chính là mối quan hệ giữa gen và RNA. Kết thúc bài học, các bạn kiến thức cơ bản của bài ngày hôm nay về RNA, cấu tạo của RNA, cấu tạo từ các nguyên tố CHONP là đại phân tử, cấu trúc theo nguyên tắc đa phân, đơn phân là các AUGX tạo thành chuỗi xoắn đơn. Các loại RNA gồm có RNA thông tin, RNA vận chuyển và RNA ribosome. Nguyên tắc tổng hợp RNA, nguyên tắc khuôn mẫu và nguyên tắc bổ sung. Từ đó tạo nên mối quan hệ giữa gen và RNA, đó chính là trình tự các nucleotide trên mạch khuôn của gen sẽ quy định trình tự các nucleotide trên RNA. Kết thúc bài học, xin chào tất cả các bạn và hẹn tất cả các bạn trong video bài học tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.